Lần đánh nhau lần này mang ý đồ xấu, giáo dục tất cả học sinh về kỷ luật nghiêm ngặt. Căn cứ vào điều thứ 50 theo nội quy CUA trường học, DUOC nghiên cứu bởi ban chấp hành Định Hàng Vân và ba bạn học sinh nhận hình phạt đuổi học. Hy vọng các bạn học có thể lấy việc này làm gương, phong cách học tập đúng đắn. Xe đang đến trạm, chú ý an toàn. Đã đến trạm trung học cơ sở Tùng Khê 1. Hành khách xuống xe xin mời xuống từ cửa sau. Hành khách lên xe vui lòng nhét xu quẹt thẻ. Xe bắt đầu chạy, xin mời ổn định chỗ ngồi. Trao giải cuộc thi lớn về tiểu thuyết lần thứ 3 thông báo được mở ra từ ngày hôm nay. Lần tham gia này có nhà xuất bản Bắc Kinh, nhà xuất bản Phúc Đáng, nhà xuất bản Nam Kinh, nhà xuất bản Chiết Giang cùng tổ chức. Tuyển biên tập viên viết bài hạng nhất trong nước và các học giả nhân văn làm giám khảo, thể hiện những cách thể hiện mới, trải nghiệm mới, tư duy mới. Dùng tính sáng tạo và khác biệt để phá vỡ. Tớ muốn đến thử chút vận may, xem cậu có còn ở trong lớp không. Ngờ là trong lớp chỉ còn lại một mình cậu. Nói xem, cậu nói xem vận may này của tớ có phải là quá tốt rồi không? Cậu tìm tớ làm gì? Chú ý đến cảm xúc trải nghiệm cuộc sống bằng sự chân thành. Sao chỉ có một mình cậu trực nhật sao? Các cậu ấy đều có việc.
Chỉ có cậu rảnh sao? Cái gọi là lương thiện này, có lúc thì gọi là lương thiện, có lúc gọi là dung túng. Tớ nghĩ cậu là người đứng sau. Đúng rồi. Lời cậu nói tớ đã nghe rồi. Trên thế giới vốn dĩ là không có cuộc đời nào hoàn hảo cả. Đôi lúc không hoàn hảo mới thực sự là hoàn hảo. Thật ra cuộc đời cũng không tuyệt đối như vậy. Nói không chắc họ cũng rất hoàn hảo thì sao? Cho dù là câu chuyện văn bản hay nhân vật, tớ cảm thấy các phương diện đều vô cùng tốt. Tớ vô cùng mong đợi bộ truyện tiếp theo của cậu. Cũng chỉ có cậu là mong đợi. Người khác đến xem cũng không muốn xem. Ai nói vậy? Trao giải cuộc thi lớn về tiểu thuyết lần thứ 3 thông báo bắt đầu từ ngày hôm nay. Cuộc thi lần này có nhà xuất bản Bắc Kinh. Cậu nghe đi, thay vì cậu đứng đây do dự, không bằng cậu đi thử xem sao. Tớ ủng hộ cậu. Nhưng các tác giả kỳ trước đều rất giỏi. Cậu có thể viết ra được tác phẩm đã là rất giỏi rồi. Cậu tự tin lên, tớ tin cậu. Dùng tư duy sáng tạo và khác biệt để phá vỡ những quan niệm ý tưởng chuẩn mực cũ, không bị giới hạn bởi chủ đề và kỹ thuật. Sử dụng ngôn ngữ cá nhân của riêng bạn để sáng tác, yêu cầu thí sinh phải dùng chân thành trân trọng. Đây là bản thảo cuốn thứ hai. Nếu cậu không ghét thì tớ không ghét bỏ. Có thể đọc sách miễn phí cậu còn không được. Vậy tớ về trước đọc sách đây. Tạm biệt. An Kỳ. Lên lên lên, có thể đánh nhanh nhanh nhanh. Lên đi. Cậu đang làm gì vậy? Có biết đánh không? Xin chào. Một tiếng 3 đồng, thâu đêm 15 đồng. Dùng thẻ hay dùng qua đêm? Cái đó, tôi không phải đến để lên mạng. Tôi đến để phỏng vấn. Chỗ chúng tôi đây không nhận học sinh, đi về đi. Tôi đã thành niên rồi. Năm nay 19 tuổi. Trước đấy đã làm qua chưa? Có kinh nghiệm không? Không có. Chỗ chúng tôi không tuyển người chưa có kinh nghiệm. Cậu đi tìm chỗ khác đi. Ông chủ số 18 một bát mì nhé. Được. Cậu, để tôi đi, để tôi. Mì của cậu. Chúc cậu dùng bữa vui vẻ. Ông chủ xúc xích xong chưa vậy? Nhanh 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 lên đi, ông chủ sao là rồi. Nào mì đâu? Ông chủ mua thêm 2 tiếng, số 23 một cái xúc xích.
cậu như vậy đi không có kinh nghiệm, tính cho cậu thực tập. Một tháng 800 không bao ăn uống, cậu thấy được không? Được, không thành vấn đề. Vậy được, ngày mai đến đây làm. Cảm ơn ông chủ. Được rồi, mau về đi, mau về đi, ngày mai đến làm việc. Vậy mai tôi đến. Được, đi đi. Sáu trăm tám mươi cộng 12 cộng bà chủ. Xin lỗi, ở đây còn phòng trống không? Ôi vãi, tính đến đâu rồi? Quay về không, quay về không? Chỉ còn lại một phòng đơn, một đêm 20 đồng. Một đêm 20, một tháng 600. Lương 800, chỉ còn 200. Xin lỗi, bà chủ, còn rẻ hơn được chút nào không? Một đêm 20 đồng cậu còn chơi đắt. Bên ngoài có rất nhiều người sống dưới gầm cầu. Ở thì ở, không ở thì cuốn gói. 250 cộng 720 cộng 130 cộng, tổng cộng 9843. 20 cộng 1345 cộng 5 bằng 9843. Được đấy. Sao cậu tính cộng hơn máy tính của tôi? Thực ra không khó, không cần dùng máy tính cũng có thể tính ra. Nào nào nào, tính tiếp xem hai chúng ta ai tính nhanh hơn. Về không, 156 cộng 32 cộng 363. 2 cộng 363 cộng 147. 8250 bằng 8250. Tuổi nhỏ như vậy sao đã một mình ra ngoài nhà đâu? Tôi không có người nhà. Vậy đi, mỗi tối tôi sẽ trừ cho cậu 10 đồng. Mỗi ngày cậu qua đây tính sổ sách giúp tôi, thấy thế nào? Không thành vấn đề. Cảm ơn bà chủ. Được, vậy cậu đi đi tầng 2. Về không. 156 cộng 382 cộng 63 cộng 7. Song Vương, tính cậu một, một đối ba. Ra bài, đợi chút, đợi chút. Bài này còn lề mề. Ba dẫn một, ba dẫn một chuyện nhỏ. Một di, hai di, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Tôi biết ngay là ông sinh ra, đừng ra. Nào nào nào, một con di, một con di, một con di, đi đi đi. Có muốn không? Một nổ bốn con bảy. Lần này còn nói gì nữa? Còn chưa đứng, còn chưa đứng, còn ông có được không vậy? Nào nào nào, cho tại sao ông không xé nó đi? Một con chín, một con chín, một con ác. Thả ông một đường, một đôi ba. Từ đâu đến vậy? Làm gì mà động vào đồ của tao? Tôi đã giả tiền một chiếc giường rồi, một vị trí giường. Mày ngủ đấy, thì đồ của bọn tao để ở đâu? Đúng vậy, nhưng tiền tôi đã trả rồi. Đây chính là giường của tôi. Tao hỏi mày đồ của bọn tao để ở đâu? Mày xem còn chỗ nào để đồ không? Đúng đấy. Nào nào nào, dọn dẹp một chút là có chỗ để rồi. Nhiều đồ như thế thu dọn thế nào được? Nhanh nhanh, quy là của ông đúng không? Đại vương, nhanh lên đại vương. Nhanh nhanh, tôi không còn nhiều bài đâu. Đôi sáu đúng không? Đôi sáu. Không còn nhiều rồi, tôi nói trước nhé, tôi sắp thắng rồi. Lát nữa hai cậu phải trả tiền thịt nướng là chắc rồi. Nào nào nào, nhanh, tôi đây còn vài con thôi. Nếu như tôi dọn dẹp xong chỗ này, tôi có thể ngủ ở giường tôi không? Tùy tùy tùy. Đến ai đi rồi? Tôi. Nhanh nhanh lên, ông ra. Ơ đợi đã, đôi sáu là ai đi vậy? Của tôi. Nhanh lên nhanh lên. Như này không được rồi, xem bài trên tay các ông. Một con ác không đi được rồi đúng không? Không muốn. Vậy nên đáp án ví dụ 3 là âm 72 nhé. Các em xem lại đi. Xem đề tiếp theo nhé. Cô đọc đề này. Trong hình chữ nhật ABCD, E, F lần lượt là trung điểm S, DC. B, BF lần lượt cắt AC tại B và T. Các em có phát hiện quan hệ giữa A, RT, TC không?
Mày đang làm gì vậy? Có phải là muốn trộm sách của không tao? Có, tôi chỉ muốn xem một chút. Lừa ai vậy? Mỗi ngày đều sợ đến. Nghĩ rằng tao không biết. Nghĩ rằng lần này mày có cơ hội. Nghĩ nhiều rồi. Tôi thực sự không có trộm sách. Tôi không biết trộm đồ. Làm gì có tên trộm nào nói mình là trộm chứ? Hôm nay trộm sách, ngày mai còn định trộm gì nữa? Tao cảnh cáo mày, sau này ít động vào đồ của tao. Muốn xem tự đi mà mua. Sắp được một tuần rồi. Cậu nói xem cậu nhóc này chạy đâu rồi? Trên người cậu ấy tiền thì không có, cũng không có ai dựa dẫm. Đến nơi ở cũng không có. Cậu ấy có thể đi đâu chứ? Đều tại tớ. Nếu như lúc đó tớ giúp cậu ấy là được rồi. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Chúng ta không nhắc đến nữa. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách là làm thế nào để có thể tìm thấy cậu ấy. Không quan tâm nữa. Chúng ta tìm tất cả các nơi cậu ấy có thể đi qua đều tìm hết một lượt. Hôm nay không phải ca của cậu. Giám đốc, có gì thì đợi tôi ăn xong bát mì rồi nói. Có chuyện gì nói đi. Bây giờ tôi ban ngày tôi đi làm ở đây. Vậy buổi tối tôi có thể đi làm việc khác không? Tùy cậu. Không phải, cậu còn chưa đi. Còn chuyện gì nữa? Giám đốc, cậu mau nói đi. Có thể nào để tôi ăn cơm yên ổn? Tôi có thể nào ứng trước một ít tiền lương tháng sau không? Xin chào, cậu có từng gặp qua một người đàn ông đến đây? Cao khoảng 1m85 tiếng phổ thông. Không, không có. Trước đây chúng tôi từng đến đây ngồi bàn này. Anh nghĩ lại xem. Không có, không có. Ăn gì vậy ạ? Chưa gặp, chưa gặp. Xin lỗi nhé. Hai mươi tám quét ở đây. Hoa Hoa, cậu tìm thấy chưa? Chưa. Còn cậu? Cậu tìm thấy chưa? Cậu tìm lại chưa? Chưa. Ông chủ, ông có từng gặp một người đàn ông lần trước đến đây với bọn em nhìn trông rất trung thực? Không để ý. Vậy phải làm sao? Chào. Chị có từng gặp một người đàn ông khoảng 1m85, cậu ấy thường đến đây đọc sách, sau đó thì mặc áo sơ mi kẻ, nói tiếng phổ thông không quá chuẩn? Không có.
Hàng Vân thích đọc sách như vậy. Nếu như ở đây không tìm thấy cậu ấy, thực sự không biết đi đâu tìm cậu ấy nữa. Đúng rồi, không phải trước kia cậu ấy hay đến đây vào cuối tuần để đọc sách sao? Hôm nay tìm đến đây thôi. Các cậu về trước đi. Vậy bọn tớ về trước nhé. Đi thôi. Đi thông thả nhé. Xin chào, ở đây chúng tôi đóng cửa rồi. Cái đó tôi thấy có thông báo đến xin việc ạ. Đến phỏng vấn đúng không? Thời gian làm việc ở CHOC chúng tôi là 8 giờ đến 4 giờ sáng. Khoảng thời gian này khách khá là đông, khối lượng làm việc lớn. Một tiếng là 15 đồng. Xem cậu có thể làm không? Có thể. Hôm nay có làm được không? Được. Đây là ai vậy? Đây không phải là Hàng Vân nổi tiếng đó sao? Đây là sao vậy? Sao lại ở đây rửa bát rồi? Không có chị đại bảo kê, đã rơi xuống đến mức độ này rồi. Cậu có phải là không sẽ gặp tôi ở đây đúng không? Tôi cũng không nghĩ đến. Còn một chuyện nữa khiến người ta không ngờ đến được. Mày có biết là gì không? Đây là cửa hàng của nhà tao. Có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Cho dù thế nào thì tôi cũng không nên đánh cậu. Xin lỗi. Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi. Bây giờ tôi sẽ đi. Sau này cũng sẽ không quay lại nữa. Thôi vậy, mày cứ làm ở đây đi. Nhớ lấy, đừng suốt ngày xuất hiện trước mặt làm phiền tao là được. Mọi thủ tục ở trường đã làm xong hết chưa? Thủ tục chuyển trường cần có bản sao bảng điểm. Nếu chưa làm thì đi làm ngay lập tức, nắm bắt thời gian đừng để phía sau. Đồ ăn đây. Xin chào, đồ ăn cô đã được. Cậu hãy xem trước hai trang của cuốn này đi. Tớ đi nấu cơm giúp cậu. Cậu còn biết nấu cơm. Ngon, rất ngon.
Thế nào, ông mời cháu ăn cơm có cảm động không? Không phải là cậu cứ đòi mời sao? Cậu ôi vãi. Cậu mau nhìn, cậu đó có phải Hàn Vân không? Hàn Vân? Không phải chứ, cậu ấy. Mau mau mau, nói cho An Kỳ. Cậu chắc chắn là Hàn Vân chứ? Tớ Tớ cũng không chắc chắn lắm. Cậu không từ mà biệt, nhưng tớ lại mong chờ lần gặp mặt lần sau.